Hôm nay mọi người nghe âm thanh có rõ không? Mọi người có thể comment giúp mình với nha. Nó bị bé như mọi khi không ạ? Hay là hôm nay nghe nó rõ hơn ạ? Nó có bé không anh em Hôm nay nghe to hơn nữa. Chào cả nhà. Chào anh Vịnh ạ, chào bạn Trọng Nguyễn. Chào anh Hoàng Hiếu, chào anh Nguyễn Dương, chào chị Hải. Chào anh Ninh Trần ạ. Chào anh Hồng Phước, nghe rõ đúng không ạ? Ok, thì trong tối ngày hôm nay thì Mình sẽ cập nhật thị trường với anh em một chút nhé Cũng như chúng ta sẽ cập nhật về xu hướng của Bitcoin trong buổi tối ngày hôm nay Trong buổi tối ngày hôm nay thì Bitcoin đang Trong buổi tối ngày hôm nay thì hiện tại thì Bitcoin đang giao dịch quanh mức 30.000 30.300 đô Và thời điểm này thì điểm này thì thời điểm này thì, uh, điểm này thì uh, gần như là thị trường chúng ta thì uh, nó cũng không uh, không biến động quá mạnh Bitcoin chúng ta thì gần như là nó cũng không uh, không biến động quá mạnh có thể là trong một vài hôm tới thôi uh, nếu mà trường hợp mà school hướng tốt ấy, thì có thể là trong một vài hôm tới thì uh, cái con nó sẽ quay trở lại và nó phá qua cái vùng 31.500 đô này uh, thì hôm trước mình có chia sẻ rồi anh là sau một cái đà giảm này thì có thể nó sẽ tạo một cái đà tăng trở lại thôi. Thì thời gian này theo như mình thì chúng ta cũng không, không cần phải quá lo lắng ở thời điểm này. Không cần phải quá lo lắng. Recording in progress. Ờ, bây giờ thì mình sau này các buổi zoom thì mình chủ yếu là mình trả lời mọi người các câu hỏi thôi. Nói chung là tại vì thị trường không có gì mới nên mình không chỉ phân tích thị trường một tí thôi. Sau đấy thì mình có thể mình sẽ giải đáp những cái câu hỏi những cái thắc mắc của mọi người thôi. Ờ, gần đây thì mình cũng thực sự là mình không không muốn zoom mà cũng không muốn like lắm, tại vì thị trường nó không không có gì mới. Nhưng mà nhiều khi mình like và mình sẽ zoom thì có thể là mọi người sẽ yên tâm hơn chứ mà thực ra là nếu mà nhìn vào thị trường nó nó chả khác gì so với ngày hôm qua luôn ấy nếu mà nói về cái view về cái góc nhìn của mình thì ngày hôm nay so với ngày hôm qua thì nó không khác nhau là mấy nên uh, những cái buổi zoom những cái buổi live này thì mọi người có thể là hỏi mình nhá sau đó mình sẽ giải đáp bất kể những cái lĩnh vực à, bất kể những cái thắc mắc của mọi người trong cái thị trường crypto thì mình có thể chia sẻ với mọi người được vì có thể là mình uh, mình đi trước thì mình sẽ nhiều kinh nghiệm và mình biết nhiều hơn còn những cái gì mà mình không biết thì mình sẽ không trả lời được Nhưng mà những cái gì mà mình biết thì mình có thể mình sẽ tư vấn với mọi người ờ, à, Hiện tại thì mình sẽ nhìn qua một chút về sàn giao dịch Binance trong ngày hôm nay nào Trong ngày hôm nay thì ở trên sàn giao dịch Binance thì Ồ uh... oh, có một vài đồng coi nó chạy thôi đúng không Một con USTC này Không thêm con một inch nữa Chào vị Trần nào không nó, nó đẩy nó đẩy từ từ kiểu này anh em thì có thấy có thể ức chế không anh em mà chưa vào hàng anh em rất là ức chế luôn đấy có thể là mình mình nghĩ là nếu mà mọi người chưa vào hàng mọi người sẽ rất là ức chế đẩy theo kiểu nó tình trạng nó đẩy một vài con kiểu đẩy lên kiểu này ức chế cực mình thật mọi người nó tạo sóng nó đẩy nó khó chịu lắm như con com con con com này này con com đẩy kiểu này nó đẩy rất là khó chịu luôn mình nhìn cái, mấy cái đồng con này mình còn thấy khó chịu <laughs> thật sự nó chạy sóng rất là rất là ức chế luôn đấy mọi người nó có đẩy dần dần nó đẩy lên 85 đô mọi người có nhớ là cái hôm trước con com nó ở cái vùng dưới này mình có phân tích mọi người lúc nó đang chạy mình có phân tích mọi người nó lên tầm 80 đô đầu tiên đúng không con này đầu tiên là mình phân tích là target 80 đô nhưng mà sau đó thì mình nhìn thấy cái nước đẩy nó lên được 90 đến 100 thì mình nâng cái target nó lên tầm 90 100 còn 80 đô thì nó đạt được rồi thậm chí nó đẩy lên tầm 86 đô mọi người nó đẩy rất là khó chịu bitcoin thậm chí nó còn không tăng được mà nó có một mình mà nó cứ đẩy lên này này nên mình nghĩ là sóng này nó đẩy rất là khó chịu, nó tạo ra một cái cảm giác nghi ngờ cho người chơi, không dám vào. Nó nó kiểu nó là đẩy nhưng mà người chơi kiểu cảm giác là không dám vào mà không vào nó cứ đẩy này dần dần lên kiểu này. Thì chúng ta lại kỳ vọng sắp tới thì con con này đẩy cao đấy nhỉ? Một con này chỉ con này đẩy thua con sóng đẩy mạnh chứ. Thảo con này đẩy gần nhân 4 à nhân 3,5 lần cơ. à Con này đẩy cao nhỉ mọi người nhỉ? Ừ. con này bây giờ mình nhìn đẩy cao thật. Con này phải được nếu mà về vào trong cái danh sách này nó phải được xếp cùng hàng với cả con uh, BCS này. Đấy, nó được xếp cùng mâm với con BCS này, con com này. Con thứ ba là con XVG. Đấy, đẩy rất là mạnh luôn. Có thể là chúng ta sắp tới chúng ta sẽ kỳ vọng được nhiều đồng coi nó đẩy như con com và con BCS này. Mình nghĩ là sẽ có nếu mà thực sự là theo cái kịch bản và theo cái plan của mình thì có thể là sẽ có nhiều đồng coi tới tương tự như ba đồng coi này nhưng mà có thể là sẽ có những đồng coi nó chạy trước và sẽ có những đồng coi nó chạy sau Đấy. chào anh dũng ạ chào anh tống việt dũng chào anh tuấn ạ. cho chị hỏi nia mục tiêu giá bao nhiêu nia thì thực ra với em là trên 3 đô ạ con này đẹp nhất tầm ba năm con này em nghĩ ba năm đầy được mà chưa đầy thôi nó chưa đầy thì mọi người thấy nó đầy khó thôi con này nó đầy phải tầm ba năm con niêm em phân tích rất là nhiều nhưng mà mọi người đừng tập trung ôm đồng coi này nhé mọi người chia ra nhé tại vì chả biết con nào nó đẩy mạnh hơn đâu ví dụ bây giờ anh em mà ôm nhảy mà hết mà ôm con niêm nó không đẩy được hãy chia ra mọi người hãy chia ra nhưng mà con này thì em đang hướng tới là mục tiêu con này phải tầm 3 chấm ba chấm năm đến ba chấm tiêu là chốt trên ba đô cơ Nhưng con này nếu mà chốt khoảng tầm 2.6 thì nó vẫn là chốt lon mà em là vẫn là chưa 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 đạt ngày sáu em em đang hướng tới con này khoảng tầm 3.5. con này em cũng có ôm vẫn vẫn em vẫn đang giữ thôi mọi người mà uh, đang giữ thì vẫn có thể giữ anh em mà có vào thì mọi người chia ra đừng ôm một đầu em vẫn khuyến khích mọi người là nên chia ra đừng nên ôm tập trung vào một hay hai đầu Nó quá rủi ro nhưng mà nhiều khi cái con của mọi người mà nó đẩy được trước thì không sao ấy sau đấy thì uh, nó đẩy mạnh cái thì xong thành, thành ra là mọi à ví dụ nó 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 được đẩy trước thì không sao nhưng mà ví dụ nó đẩy cuối đi hoặc là nó không đẩy thôi nó đẩy yếu sóng thôi là mồi sẽ bị hoang mang em cho danh mục một số ăn coi còn được vào được ạ Ví dụ như là một số an coi mà mình có thể vào là như là NIA này, ARB này. ARB sóng cũng rất là ok mà mọi người. Tầm này gần như đa phần các đồng coi sóng đều ok này. ARB sóng rất đẹp luôn nhá. Target khoảng tầm 2 này, 2.4 này. Đấy. Hay là những đồng coi như dd sóng rất là tốt để có thể vào được hàng này. Đấy. Nhiều lắm nói chung là bây giờ nếu mà tìm đồng coi vào rất là nhiều đồng những đồng coi như Linh nó vẫn là vào được nhưng mà con này đầy 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 sóng nó đầy hồi nhiều rồi thì mọi người vào cũng được tao tay cái con này khoảng tầm mười một đô cơ Đấy, hoặc là mọi người có thể vào những đồng coi như là con ADA này ADA thì sau khi mà nó điều chỉnh rồi mọi người có thể vào được nhưng hôm trước nó đẩy lên khoảng tầm không ba tám không vào được là nó cao thì bây giờ vào con ADA là vào được rồi Đấy, nhưng hôm trước không vào được hay những đồng coi như con Avac này vẫn là bùng mua rất là tốt này em nghĩ là bây giờ đa phần các đồng coi nó vẫn đang ở vùng mua thôi đây là những cái đồng coi mà em lấy là những cái ví dụ điển hình thôi Chứ còn nhiều đồng coi còn đang ở vùng mua đó Rất nhiều đồng coi nó đang ở vùng mua đẹp Bô đốt này nó vẫn là vùng mua đẹp thôi Con này vẫn sóng rất là tốt này Con này ta ghét khoảng tầm 9 đến 10 đô với con bô đốt này Nên em nghĩ là mọi người có thể chia ra để vào cũng được Đừng nên ôm ít quá Nên chia ra để chúng ta hạn chế cái việc mà con này trước con này sau Còn son hôm nay không biết nó còn tăng giá nữa không mình cũng có ôm con son nhưng mà mình không để ý lắm mình không bán mà nên không 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 để ý lắm về sóng ôm oh, vẫn 28.5 cơ con này mình mình gần như mình quên nó rồi mình không hôm trước nó đẩy lên nhưng mà sau đó nó không đẩy nữa thế mình không không chốt nếu mà nó đẩy lên khoảng 35 đô là khả năng mình chốt đấy nhưng mà đẩy lên khoảng 32 thôi nên mình không chốt con này nên con này mình vẫn giữ con này mình nghĩ là bê ta ghét thì chắc là 35 mình hơi gần con này bê ta ghét phải đẩy lên khoảng 38 38 40 hình như là hôm trước mình có đưa ra ta ghét tầm 38 40 rồi đúng không có lẽ bên mục tiêu mà đây là mình nghĩ là nếu mà nó đẩy mạnh có thể vượt qua được nhưng mà mình nghĩ là target khả thi nhất thì có lẽ chốt là khoảng quanh quanh vùng 38 40 đô với con này. Còn mà vào son được hay không thì em nghĩ là bây giờ thì thôi. Nó cũng đẩy cao rồi. So với đáy bây giờ nó đẩy được khoảng, khoảng gần nhân 3 rồi. Nếu mà so với cái vùng vùng uh, trên này nó đẩy khoảng còn gần nhân 3 rồi. Thì mình kiểu mọi người nhảy vào theo kiểu là đánh theo sóng ấy thì cái tiền lệ ăn nó sẽ sẽ có. Nhưng mà cái rủi ro nó sẽ có nhiều. Đấy, thì em với những đồng con này, nó đang đẩy mạnh như là con son hay là những đồng coi như là con um, XVG hay là BCH em sẽ không muốn đánh nữa Nó đẩy quá mạnh rồi bình những cái đồng coi nó đẩy mạnh này rồi thì nó vẫn có thể mạnh hơn Nhưng mà cái rủi ro của nó sẽ có nhiều ấy Nên chúng ta sẽ không đánh Tại vì những đồng coi này nhá Nó chỉ là nó điều chỉnh cái nó thể âm mất khoảng 2-3% ngay Nhưng mà những đồng coi kia thì nó cái việc nó điều chỉnh thì nó sẽ khó bị âm nhiều như vậy Tầm này thị trường cộng đồng chán mà mình vẫn nhắc lại mọi người đã chán chào, chào anh tín ạ hiếu cho hỏi con BAN uli mấy con zin đúng không ạ em xem qua một chút nào con blb cap đợt này nó còn bao nhiêu Còn này đâu lắm mẹ em, em không xem dự án này luôn không? không biết là b cap còn to không đây là tầm một hai trăm triệu cầu cắt con này Vẫn được khoảng tầm 250 triệu đấy 240 triệu Giữ giá tốt thật đấy Nó cũng là một cái dự án dự án rất là tốt Mình chỉ nghĩ nó tầm 100 triệu thôi Nhưng mà cái đợt vừa rồi nó hồi mạnh quá Nên thành ra cáp của nó vẫn duy trì được khoảng 240 triệu Con này giữ giá tốt nhỉ Và mình xem có đúng mã không đây hình như không đúng mã đúng không bảy mươi ba đô à con này nó cũng kiểu nó xả coi ra nhiều một phần là con này nó xả coi ra nhiều thì phải nhìn vào cái giá cái đường giá này, cái vốn hóa thị trường này thì mình thấy là con này ăn nó coi nhiều đúng không? cái dự án này, này... Wow, mình xem có đúng không 4.7 đúng rồi con này nhưng mà con này nó ăn nắp coi nhiều quá mọi người mời nhìn này cái giá của nó bị chia rất là nhiều lần luôn này từ 70 đô nó chia khoảng tầm gần 20 lần trong khi là vốn hóa thị trường của nó chỉ giảm khoảng 2 lần thôi chứ là con này nạm phát coi về 10 lần cơ con này nạm phát coi nhiều thật nhưng mà thực ra giai đoạn này thì nó cũng cái việc nạm phát coi nó cũng không ảnh hưởng lắm sóng đẩy này thì cái nạm phát coi nó không ảnh hưởng cái sóng đẩy nó sẽ ảnh hưởng khi mà nó vào những cái đoạn trước cơ bây giờ thì nó không ảnh hưởng lắm nó vẫn đẩy thôi đấy nhưng mà ý của em là phân tích cho mọi người hình dung con này nó bị nạm phát coi nhiều khoảng 10 lần nó xả coi ra quá nhiều con này nếu mà anh mà muốn vào thì vẫn có thể vào được nhưng mà thường những đồng coi này thì em không 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 đầu không hay đầu tư những đồng dự án như này Đấy. thì anh mà đầu tư thì vẫn có đầu tư được ta ghét con này có thể hướng tới vùng 9 đô nhưng mà nếu mà nhìn vào cái cáp của nó mà đẩy lên vùng 9 đô thì cũng hơi cao nhỉ nó đẩy lên test lại cái đỉnh cũ của bốn khoảng tầm 500 tỷ thì cũng rất là cao luôn. nên nếu mà anh có vào thì có thể chia vốn ra vào cũng được nhưng mà em em không không đánh dự án này nhiều dự án có thể đầu tư nó tốt hơn hoặc là mọi người ví dụ mọi người ôm khoảng tầm 10 dự án thì thì ôm một cái dự án này thì nó không sao cả. Nhưng mà nếu mà mọi người ôm nin vào cái dự án này thì nó mới là vấn đề. Ồ oh, con Uli hồi tốt này, target con này khoảng tầm 8 đến 10 đô ạ. Vẫn rất là tốt, sóng tăng của nó rất là tốt. Nếu mà mọi người một chốt thì có thể chốt hai target khoảng tầm 8 và 10 đô ạ. Hoặc là mọi người chốt vùng thì sẽ chốt khoảng tầm này khả năng đạt được sẽ khá là cao. Khoảng tầm 9 đến 10 đô. Đây, chúng ta sẽ có một cái vùng tầm này khoảng 9 đến 10 đô. Con này vẫn là vùng mua đẹp mua ok, Uli với em thì vẫn là vùng mua tốt, vẫn có thể vẫn có thể mua được. con này vẫn ok à, vùng mua nó vẫn chưa đầy đâu à. con này nó chưa đầy lắm nên vẫn có thể và vẫn có thể đầu tư được hay à. mục tiêu nó đẩy lên vùng trên này thôi khoảng 0.45 tầm trên này và 0.45 quanh vùng 0.45 được XRP cũng là được nó vào trong danh sách những đồng coi để tốt nha. Đấy, hiện tại chúng ta đã mình hôm trước mình có thấy mấy đồng coi nữa mà mình không nít vào đây này hiện tại thì bây giờ mọi người nhìn này của con uh, xrp này bcs này com này xvg này tôi mua trên cũng được Đấy. chúng ta cũng có son nó đang liệt kê vào cái sách đầy rồi có thể sắp tới chúng ta sẽ nhìn thấy nhiều đồng coi nó nó được đẩy lên đặt bài đặt được target những đồng coi này những đồng coi mà theo mình là đẩy ok rồi còn những đồng coi này thì nó chưa đẩy lắm mặt bằng chung mà chưa đầy lắm. Tầm này gần như là coi nó cũng chưa được mặt bằng chung mà nó chưa được đẩy sóng đâu, nó đang tạo lên để nó đẩy thôi. Nhanh lắm, bây giờ để mà nó đẩy được nó phải mất tầm 2 tháng là mới có thể hoàn thành được sóng đẩy sóng đẩy của coi mình nghĩ là nhanh lắm phải 2 tháng 2 tháng mới có thể hoàn thành được xong được cái sóng này này mình không nghĩ là đẩy, đẩy nhanh hơn đâu tầm ít nhất là từ 1 đến 2 tháng nữa nó mới có thể đẩy được nên và những đầu ăn con nó mới có thể đạt được target trong 1 đến 2 tháng thôi chứ còn nếu mà nó đẩy nhanh quá mình một 2 tuần mình không nghĩ không nghĩ là được nhanh lắm phải mất khoảng là một hai tháng nữa thì nó mới đẩy lên được sóng của mùa đau chen nó đẩy lâu ấy mọi người nó sóng này nó không phải như sóng của áp chen ví dụ sóng ví sóng chen cơ thì mọi người nó đẩy rất là nhanh đúng không chỉ trong một hai ngày có thể để nó đẩy được ngay nhưng mà kiểu sóng này của nó là cái sóng uh, cái sóng này của nó là cái sóng của cái mùa đau chen này nó đang vào cái mùa tích mỹ gom lại ấy, nên nó sẽ lâu sóng này nó sẽ mặc định nó sẽ lâu hơn còn nếu mà áp chen thì nó đẩy nhanh lắm, nó chả phải trong 1-2 tháng đâu Đôi khi chỉ trong một 2 ngày, một cái đồng con nó có thể nhân 2, nhân 3 ngày nó tùy thời điểm đi mọi người nên nhiều khi mọi người nghĩ là nó cứ phải đẩy nhân hai thì nó đều phải trong một khoảng thời gian cố định thì không phải còn trong một cái mùa sóng những cái đoạn nó sẽ khác nhau cái dòng tiền nó khác nhau cái tâm lý của thị trường nó sẽ khác nên nó dẫn đến một cái gì? cái khoảng thời gian nó sẽ đẩy nó sẽ tranh lệch nhau có những khoảng thời gian nó đẩy trong vòng vài ngày hoặc là một hai tuần có thể đẩy nhân năm hoặc nhân 10 được nhưng mà có những thời gian mà nó mất cả nửa năm trời nó mới đẩy để nhân được khoảng tầm hai ba lần thì dạng này nó đang đi vào dạng mà nó đầy lâu mất nhiều thời gian này nó đẩy nhưng mà đến vào cái bộ uptrend cái bộ sắm dòng tiền mình nói anh em là có đồng coi trong vòng chưa đấy chưa đầy mấy ngày có thể nhân được 10 lần luôn ấy. trong vòng trong vòng một tuần có thể đẩy nhân được 10 lần mùa sóng này thì nó hơi khó để làm được cái điều như vậy chúng ta cũng có một cái đồng coin con xvg này này nhưng mà nó cũng không không được nhân 10 lần nó chỉ nhân được khoảng tầm sáu bảy lần thôi Đâu rồi, còn xvg cũng là một cái đồng coi nó được đẩy mạnh đây này trong vòng đâu đấy mất bao nhiêu ngày đấy có xvg tính ra nó mất được khoảng tầm ừ, 7 ngày một tuần là nó đẩy nhân được lên vùng trên này Hy vọng sắp tới chúng ta sẽ có một cái uh, mùa sóng tăng trưởng tốt với thị trường. rất là kỳ vọng mình mới mình mình rất là kỳ vọng ít nhất là cái chu kỳ cái thời điểm mình làm cộng đồng gần đây nhất thì mình cũng có một cái lần dự đoán khá là chính xác đúng không khi mà bitcoin mình dự đoán nó về khoảng tầm 16 000 đô khi mà nó còn chưa giảm ấy thì hôm nay mình có đăng cái video lên ấy thì mọi người xem mọi người có có xem cái video đấy rồi ấy. cái dự đoán đấy của mình thì đôi khi nó hơi xa một tí và thông thường những cái dự đoán của mình xa thì nó không được ủng hộ của anh em lắm nhiều khi mọi người để ý mọi người thấy là view của mình đôi khi nó kiểu đôi khi nó bị theo kiểu là nó xa quá không? Có anh em nào mà thấy khi mình mình chia sẻ và mình phân tích kiểu đôi khi nó xa quá mà mọi người đôi khi là mọi người còn không nghĩ tới được ý. Ví dụ như ngày xưa thời điểm mà Bitcoin nó vùng 5x như vậy mà mình đã dự đoán nó kiểu về 16.000 đô ấy, hay là những đồng an coi như con son nó về 10 đô ấy, đôi khi nó bị xa quá đúng không? Thì bây giờ kiểu mình view nó cũng hơi xa quá. Nếu mà anh em nào mà nhìn mà anh em kiểu mọi người có thể là mọi người hiểu ấy hiểu cái uh, hiểu anh em tham gia thị trường một hai hai năm mọi người hiểu hiểu thị trường ấy thì mọi người thấy là mọi mình view nó hơi xa và đôi khi là xa so với vượt quá về cái cái suy nghĩ của nhiều người Có là mọi người không nghĩ đến cái việc mà lên cao như vậy hay là xuống sâu như vậy và mọi người đôi khi mọi người sẽ nghĩ là nó chỉ một cái khoảng trong vòng ví dụ nó lên tầm ba ba năm ngàn với mọi người là vui rồi chẳng hạn hay là ba 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 là mọi người là vui rồi chẳng hạn đấy kiểu như vậy nhưng mà mình mình, mình bây giờ mình 35, 37 mình không không đầy lắm với mình bây giờ ba năm ba mình không không quan tâm lắm nó có lên thì với, thì với mình nó cũng chả chả có ý nghĩa gì bây giờ với mình bitcoin nó có lên ba năm ba thì với mình nó không có ý nghĩa lắm tại vì bây giờ mình không không hưởng tới cái mốc đấy nữa rồi ngày xưa ngày xưa lúc nó chưa tăng cơ thì chúng ta hưởng tới cái mốc như vậy nhưng mà bây giờ nó lên tận 30.000 mình không không hưởng tới nữa nếu như cái sóng vừa rồi nó đẩy lên ba năm ba thì mình sẽ chốt nhưng mà sóng này nó đẩy mình không chốt nữa tại vì nguyên tắc tạ, tại vì cái cấu trúc sóng của nó nó bị thay đổi nếu mà cái đoạn này này nếu mà cái đoạn này nó đẩy lên tầm 3537 thì nó sẽ rất thì nó sẽ điều chỉnh rất là mạnh nếu mà cái đoạn này nhưng mà đoạn này nó không phải cái cấu trúc nó sóng nó bị thay đổi rồi mình nói anh em mà nếu đoạn này nó đẩy lên 3537 nó sẽ hết lực nó sẽ không đẩy được nữa nhưng mà bây giờ nó đã bị thay đổi rồi nên bây giờ với anh với mình anh em có hỏi mình là 3537 của tôi yêu hay không thì mình chia sẻ rồi đó là với mình thì mình không không để đến cái cái mốc cái, cái mốc đấy với mình mình không quan tâm đến cái mốc đấy nữa rồi bây giờ chắc là ít nhất phải tầm 45 50 ngàn thì mình mới gọi là đẩy ý đến cái việc chốt. Hiểu coi dùm con Cetut anh với vô giá 0.51 ít. Anh muốn DCA của giá này có được hay không? con này con coi mới như này hôm trước anh hay là ai có ai hỏi em con này rồi đúng không anh mua con này là giảm bao nhiêu không chấm năm đúng không 0 chấm năm chắc không cho anh đu đúng cái đoạn mà nó là bơm đúng không con này em nghĩ là đang đi ngang thì anh vẫn có thể chia bố anh vào được vẫn không 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 phải là vấn đề gì anh có thể mua thêm hoặc là anh mua đồng coi khác để hạn chế rủi ro tại vì chỉ, nguyên tắc của em trong dạng này thì không nên đánh tập trung vào một hay hai đâu thì cái đấy là anh có thể mua thêm hoặc là anh anh có thể là mua thêm những đồng coi khác nữa nếu mà con này đẩy thì chúng ta có thể target vùng trên khoảng là 0.07 chẳng hạn. Nhưng mà con này đợt vừa rồi nên sàn nó giảm nhiều này các bạn. Ủa, con này con quay low cap đúng không? Con này con này con quay low cap này phải. vốn hóa thị trường có 26 triệu đô thì những đồng con này thì mọi người chơi ít thôi vốn nó bé quá đôi khi là kiểu mọi người chơi nó giống kiểu kèo kiểu, kiểu số số nhiều ấy. nên với những đồng con này không không đành mấy cáp nó bé quá cáp có 26 triệu đô sóng này hiếu có dự định là khi nào thì chốt cái này thì em chưa chưa dám chắc tại vì em đang tính là trong một hai tháng tới thì có thể mình sẽ có một cái kế hoạch dịch chuyển dịch chuyển danh mục đầu tư còn nếu mà phun sóng đẹp nhất sóng thì nó sẽ chốt khoảng tầm cuối năm nhưng mà em đang tính là trong một hai tháng tới thì có thể là chúng ta sẽ phải cân đối lại về cái việc mà danh mục đầu tư như thế nào Thì có thể là một hai tháng tới thì nó cũng em nghĩ là nó sẽ nó sẽ có những cái con sóng không dễ dàng gì theo em là trong một hai tháng tới thì nó có, có những con sóng điều chỉnh nó cũng không không quá nó nó tiểu như là nó điều chỉnh mà nó cũng không dễ chịu một chút nào ấy nên có thể là một hàng tháng tới em sẽ tính ý là một hai tháng tới cho nó đẩy xem sóng một nó chạy nào trước ấy còn bây giờ em em nếu mà sóng full thì sẽ là cuối năm full sóng nó sẽ là cuối năm nhưng mà có thể là trong một hàng tới nếu như những đồng coin mà nó được đẩy quá mạnh thì chúng ta có thể cân nhắc là chốt chẳng hạn sau đấy chúng ta có thể có thể chờ đợi có xong điều chỉnh của an coi chúng ta vào lại hoặc là chúng ta sẽ vào là vào cái đầu tư vào bitcoin nó sẽ an toàn hơn chẳng hạn thì cái đấy thì em chưa biết được chưa biết là sắp tới họ làm giá như nào còn full sóng thì nó sẽ rơi khoảng tầm cuối năm cuối năm nay tại vì với, em thì cái mục tiêu bitcoin đẩy lên cuối năm nay thì nó vẫn để mà nó đẩy lên được khoảng tầm năm bốn năm năm mươi ngàn nó vẫn phải tầm cuối năm nó không đẩy sớm được không đẩy nhanh được ấy nó vẫn phải tầm cuối năm mới có thể đẩy được xem giúp anh con AB thì nên là tầm bao nhiêu ạ? Quay đợt vừa rồi nó giảm sâu nhỉ, những đồng con này những đồng con nó kiểu nó bị giảm nhiều quá ấy. Nó là thuộc vào tốt những đồng con nó giảm nhiều ấy. Nên em nghĩ là trước mắt là chúng ta sẽ hướng tới là con này sẽ hồi phục lên khoảng tầm 4 đến 4.5 trước đấy Còn xa hơn, test này cái đỉnh ở kia thì nó có vẻ nó hơi cao xa hơn nó sẽ có ta ghét khoảng 5, 6 đô nhưng mà không biết là có đẩy được không còn khả thi nhất của nó thì em nghĩ là đang tầm khoảng tầm 4 đô quanh 1.4 đến 1.5 mình nghĩ đẩy nhanh thì cũng phải khoảng hai tháng không phải bốn tháng nữa. Full phun sóng thì em nghĩ là phải tầm cuối năm có thể đẩy được nhưng mà ý là nếu mà sóng của an có sắp tới thì có thể nó sẽ mất khoảng tầm hai tháng thôi đấy còn cái sóng cái sóng của bitcoin full thì nó có thể nó mất nhiều thời gian hơn khoảng tầm uh, tầm cuối năm cuối năm có thể đẩy được em nghĩ là nếu mà nó bitcoin nó đẩy lên nhanh quá không đẩy được ấy. nó không đủ không đủ cái khoảng thời gian để nó đẩy nó đẩy theo kiểu đó nó đẩy dần dần lên ấy, thì mọi người mới bị nỡ tàu nó lên như vậy sau đó khoảng năm sau nó điều chỉnh đầu năm sau nó điều chỉnh nó đẹp giờ anh em trông cứ giờ sợ thôi nó đến lúc nó quay trở lại cái gì ừ. tâm lý lại thay đổi ngay nó một cái vòng nhưng mà khổ lỗi đến nếu ví dụ bên đó trường hợp mà nó đẩy lên một k năm thì người chơi lại không còn niềm tin nữa mất niềm tin ví dụ bây giờ mà nó đẩy lên lại vùng 31k5 thì mọi người lại kiểu mọi người bị không còn niềm tin nữa ấy. Tại vì họ đã làm cho anh em rất là nhiều lần uh, sóng này rồi. Sau đến bây giờ mà nó đẩy lên nữa thì mình nghĩ là anh em không có niềm tin lắm. Có là họ gây ra cho anh em rất nhiều lần hy vọng đúng không? Sau đó mọi người đều bị tụt và mọi người phải cắt đây. Tụt và mọi người cắt. Tụt vào đây và mọi người cắt. Nó có sẽ ví dụ nó xảy ra quá nhiều lần rồi thì anh em đôi khi là anh em rất có một cái rào cản, một cái nỗi sợ ấy cái đấy là cái tâm lý mà họ họ những người tạo ra trường họ sẽ tạo ra thế nên là nếu bây giờ nếu mà nên ba mươi năm mới theo mọi người là liệu đám đông có dám vào nữa không cái đấy thì mình không biết nhưng mà mình nghĩ là không, không không, dám vào nhiều đâu rất là khó để có thể dám vào tại vì họ gây ra quá nhiều nỗi đau trong quá khứ rồi mọi người đây. rất là nhiều lần nó giảm như vậy rồi mà nên là bây giờ nó có đẩy lên lại thì không không có niềm tin theo mình là như vậy nó rất nhiều lần như vậy rồi Bốn lần rồi. Chắc đợi cuối năm mọi người được thưởng Tết rồi đầy là đúng bài đúng không ạ? <laughs> em cũng không biết là cuối năm nhưng mà em nghĩ là cuối năm là khả năng là nó sẽ có một cái sóng giảm khá là mạnh cuối năm nay ý là nó đẩy đến cuối năm hay sao nó giảm ấy có thể sóng ở à, đâu sóng giảm nó phải rơi khoảng tầm đầu năm đầu năm nó rơi khoảng tầm tháng 1, tháng 2 thì nó cũng phải rơi tầm cuối năm của lịch âm nhưng mà theo lịch âm nó phải tầm cuối năm còn nếu mà theo lịch dương thì có thể là tầm tháng 1, tháng 2 chẳng hạn tháng 1, tháng hai tháng 3 chẳng hạn 3 tháng tại vì lịch âm lịch dương nó lại hơi bị lệch nhau một tí nhanh lắm nói chung là tâm lý của người chơi thay đổi nhanh lắm cứ sáng đôi khi cái tâm lý của mọi người cũng như vậy mà cứ sáng đôi khi là chúng ta đang vui sau đó thì buổi chiều lại buồn ngay mà buổi, buổi chiều đang vui vui ngày buổi sáng lại một ngày hôm sau lại lại lại, lại buồn ngay Còn nó kiểu kiểu tâm lý của con người nó thay đổi rất là nhanh rất là nhanh luôn đấy bởi những cái yếu tố tác động vào thay đổi rất là nhanh nó cứ đẩy một mạch mà lên được khoảng tầm bốn năm năm mươi đô đẹp nhưng mà nó không đẩy theo kiểu đẩy từ từ đâu nó cứ đẩy là xong quá trình đẩy nó lại tạo ra những con sóng nhỏ ấy nó đơn giản nó tạo ra những con sóng này là đủ để cho mọi người chết rồi nên nếu mà mình nghĩ là nếu mà cho dù nó đẩy có đẩy lên được 50 000 đô nó cũng không dễ dàng mặc dù khi mà nó đẩy xong thì mọi người sẽ thấy nó đẩy từ từ có lẽ là khi mà mọi người nó đẩy xong mà mọi người nhìn trở lại quá khứ mọi người sẽ thấy nó đẩy từ từ nhưng mà trong cái quá trình nó đẩy thì nó không phải như vậy Tại vì nó sẽ có rất nhiều những con sóng bé kiểu này để gì? Ảnh hưởng tâm lý của người chơi. Ảnh hưởng tác động vào tâm lý của mọi người. Đám đông và người chơi là những người mà sẽ bị ảnh hưởng bởi những con sóng nhỏ, những cái khung gian bé rất là nhiều. Nên thường là nếu mà họ tác động vào tâm lý của người chơi thì họ sẽ tác động ở cái khung gian nhỏ thôi. Còn khung gian lớn thì thông thường họ sẽ không tác động. Tại vì khung gian lớn thì họ sẽ theo kiểu là họ làm giá để họ kiểu kiểu đuổi những cái người mà chơi theo cùng thì đòn thôi còn thông thường tâm lý của người chơi và tâm lý của đám đông ấy thì họ sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều bởi cái không ăn bé Nói chung là mọi người quan trọng mọi người phải có hướng đi chứ còn mọi người đôi khi mọi người cứ theo dõi nhiều người quá sau đó đến lúc mọi người trả ra quyết định được đâu. Kìa mọi người theo dõi mình hay là theo dõi có theo dõi mình hay là trong đó của mình mình vẫn khuyên mọi người nên như vậy. Chứ mọi người đừng nên uh, theo dõi quá nhiều người sau đó để mọi người ra quyết định nó khó lắm. Tại vì tất cả những cái con người những cái người nằm cộng đồng trên 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 cộng đồng ấy không bao giờ họ sẽ phân tích cùng nhau giống nhau tại một thời điểm đâu ạ. À. Kiểu gì phải có người phân tích lên người phân tích xuống luôn đấy nay người này phân tích lên mai người kia phân tích xuống thì cái quan trọng nhất là mọi người phải có phải có kiến thức mọi người phải có cái kinh nghiệm qua thời gian để mọi người phân tích được rằng là là những cái nhận định như vậy nó có phù hợp hay không nhưng còn đôi khi mọi người theo dõi nhiều người quá sao mọi không ra quyết định được cứ xem người này thì người ta phân tích lên xem người kia người ta phân tích xuống có ông thì ông phân tích nó cũng chả biết là lên hay xuống sau cuối cùng là mọi không ra quyết định được cái đấy là cái mà mình mình muốn chia sẻ để mọi người có thể có thể hiểu nói là mọi người nên tham khảo thôi, sau đấy thì mọi người có những cái tư duy về đầu tư nhất định để mọi người ra quyết định. Chứ còn nếu mà anh em nào mà dựa vào cái việc mà theo dõi nhiều người trên cộng đồng để mọi người ra quyết định, mình tin rằng sau này anh em đấy như anh em sẽ rời bỏ thị trường. Và đã rất nhiều anh em như vậy rời bỏ thị trường rồi. Tại vì họ không có đôi khi nào họ đầu tư theo kiểu đã cảm tính quá nhiều. Họ đầu tư theo kiểu là 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 họ rất có là đôi khi là mọi người cứ nghĩ là theo dõi nhiều người là mọi người ra quyết định được nhưng không phải sao theo theo dõi nhiều người là mọi người sẽ bị loạn luôn đấy mọi người theo dõi nhiều người cũng được nhưng mọi người phải có cái nhận định mọi người sẽ phải có kiến thức riêng để xem rằng cái nhận định nào nó phù hợp thì là bản thân của em đánh hay là em giao dịch đâu có phải nhận định em nó đúng đâu mọi người cũng có thể tham khảo với thời điểm nào mọi người thấy ok mà mới vào thôi cái quan trọng nhất là ở mọi người về cơ bản là thị trường nó vẫn như vậy thôi nhá. lát nữa mọi người vào sau thì uh, mọi người xem lại. Anh em nào có câu hỏi nào có thể comment nhá. Sau đó mình sẽ trả lời nốt sau đó thì mình sẽ kết thúc buổi Zoom ngày hôm nay thôi. lần này về cơ bản là cũng mình nghĩ là đa phần mọi người trong nhóm mọi người kiểu mọi người cũng vào hàng rồi ấy mọi người cũng ít hỏi hơn thứ hai là đợt này thị trường nó trầm nó sóng nó không có mấy anh em chờ qua giai đoạn này thì có thể là nó sẽ sôi động hơn đấy cuối năm qua giai đoạn này với tầm cuối năm cuối năm nó sôi động sau đến đầu năm nó hơi ảm đạm tí sau đấy thì có thể là nó sẽ bước vào một cái mùa sóng một cái chu kỳ mới chẳng hạn thì nó sẽ là cái thời điểm mà mà mọi thứ nó đều sôi động hơn còn thường thì trong cái quá trình mà nó đang tăng giá dần dần đấy thì nó không 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 sôi động lắm kể cả mình nghĩ là nếu mà cho dù bitcoin mà nó có đẩy lên tầm khoảng tầm bảy uh, mươi đô đi mình nghĩ là nó không sôi động lắm đâu em tin không mình 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 khá là mình kiểu mình thấy là nếu mà bitcoin nó có đẩy lên 70 bảy mươi đô nó không sôi nó động lắm nó theo kiểu là nó theo kiểu nó tăng trong nghi ngờ thôi nếu mà bitcoin mà nó có đẩy lên vùng uh, 70.000 đô một lần nữa nó chỉ là tăng trong nghi ngờ thôi mọi người sẽ nghĩ nào mọi người nghĩ là cái đội này cái đội tài chính này họ lại chơi mấy cái chiêu trò để cho người chơi mất tiền rồi cứ đẩy lên đẩy xuống sau kiểu diễn sập cho mà xem nên cái thời điểm mà Bitcoin mà nó có vượt qua 70.000 đô mà anh em nghĩ rằng thị trường nó sôi động ấy thì nó chỉ sôi động hơn so với ngày hôm nay thôi chứ còn nếu mà so với thời điểm của 2021 ấy nó không bao giờ sôi động bằng nó chỉ được một cái phần phần rất là nhỏ thôi còn nếu mà thời điểm đấy mà mà sôi động là chết mình nói với anh em là Bitcoin mà lên 70.000 đô nó sôi động là chết nó chỉ sôi động sâu hơn so với ngày hôm nay thôi Còn thời điểm mà nó sôi động nhất Nó phải vượt qua tầm trăm hai Thì thị trường nó mới sôi động Thực sự Nên anh em cứ để cho mình Thị trường cứ dần dần nó tăng lên 70 ngàn đô Thị trường vẫn chậm Nó vẫn chậm Nó chỉ là sôi động sâu hơn so với ngày hôm nay thôi Đa phần cộng đồng mà người chơi nó sẽ sôi động nhất Ở thời điểm đạt đỉnh thôi Tại vì sao? Tại vì thời điểm đấy thì bắt đầu mọi người không còn nghi ngờ nữa Thời điểm tăng thật Ví dụ thị trường nó tăng lên 70 ngàn đô mới sẽ có cái xu hướng là thị trường nó chỉ là nghi ngờ thôi tăng theo kiểu là tăng bẫy thôi tăng theo kiểu là tăng kiểu đùa gà thôi tăng theo kiểu là để khiến anh em mất tiền thôi nó lại tăng lên cái nó tụt ngay mà nhưng mà mình nói anh em là tăng khi mà biết con nó tăng lên đến 120 ngàn đến 140 ngàn độ đấy là tăng thật có tâm lý của người chơi ấy. tâm lý của người chơi thời điểm đấy là sẽ là theo kiểu là thời điểm đấy là tăng thật rồi kiểu gì biết con nó phải lên tầm 200 ngàn thì thì khi mà khi mà nó, khi mà mọi người nghi ngờ là mới tăng còn đến lúc mà mọi người nghĩ nó tăng rồi thì nó lại không tăng nữa đấy nên mình nghĩ là trong năm nay Trong năm nay và một phần ở trong năm sau nữa Nó vẫn là một cái đoạn mà ảm đạm của thị trường Của cộng đồng ừ. Còn nếu mà Bitcoin lên 70.000 đô Mà anh em nghĩ nó sôi động như cuối năm 2021 Thì câu trả lời là không nhé Mình cá với anh em luôn Nó sẽ không bao giờ sôi động như 2021 Nó chỉ chiếm được một cái phần rất là nhỏ so với 2021 Mình không dám chắc nó có được 50% hay không Nhưng mình nghĩ là nó chỉ rơi khoảng 30% thôi Nếu mà Bitcoin lên 70.000 đô nó có thể sôi động hơn nhưng mọi người nghi ngờ có là mọi người xem nhiều mọi người quan tâm đến nói nhiều nhưng mọi người nghi ngờ mọi người theo dõi nó thôi nhưng mọi người nghi ngờ là làm gì tăng được có thể mọi người vẫn theo dõi nhưng mọi người không dám vào đấy như thị trường nó phải như vậy nếu còn anh em mà thời điểm đấy mà FOMO vào thì nhà cái người ta chết ngay mình nói anh em là Bitcoin 70.000 đô mà anh em nhảy vào FOMO là cái nhà cái chết ngay nên mình nghĩ là nó chúng ta sẽ có một cái khoảng thời gian trầm của thị trường nó cũng khá là dài nữa chứ không đơn giản đâu ạ chứ không phải là đừng khi không phải là giá nó tăng là thị trường sôi động đâu nhá không phải mọi người có suy nghĩ là giá tăng là thị trường sôi động nó không phải đâu nhá giá tăng thị trường vẫn trầm đấy là trong cái đoạn mà bắt đầu khởi đầu của mỗi chu kỳ mới còn nếu mà giá tăng tăng mà sôi động thì đấy là đạt đỉnh rồi có thể là đỉnh của sóng hồi hoặc là có thể đỉnh của một chu kỳ Ok thì trong buổi tối ngày hôm nay thì mình sẽ kết thúc buổi zoom đây nhé Bye mọi người